Những người đeo băng đội trưởng làm thủ tục trận đấu và chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của các thủ điện Bách Khoa Ninh Thuận. Thủ thành Lộc Mắc ma chéo số 30 và ở trong đội hình có sự mặt cầu thủ ma chéo số 5 Lâm Quý, số 6 Tạ Quang Huy, cầu thủ ma chéo số 7 đội trưởng Trịnh Văn Hà, cầu thủ ma chéo số 9 Trung Nhóc, cầu thủ ma chéo số 16 Nguyễn Thanh Lịch và cầu thủ ma chéo số 19 đó là Phan Hoài Nam. Huấn luyện viên trưởng của Bách Khoa Ninh Thuận đó là ông Dương Thanh Lịch, sư đoàn Dương Văn Tiến. Còn đây là đội hình ra sân của các thủ thép Việt Thắng ở trận đấu này. Thủ thành ma chéo số 1 Lương Đức Thắng, cầu thủ ma chéo số 4 đó là Nguyễn Hồng Thịnh, cầu thủ ma chéo số 8 là Dương Sầm Bách, cầu thủ ma chéo số 15 Nguyễn Minh Bảo Trung, cầu thủ ma chéo số 19 là Phạm Hoàng Luân, cầu thủ ma chéo số 22 đội trưởng Ngô Văn Tuấn và số 37 là Nguyễn Đức Thắng. Huấn luyện viên trưởng của các thủ thép Việt Thắng là ông Nguyễn Quốc Bảo. Các cặp đấu luôn diễn ra ở trong một trạng thái thăm dò mà không phải là những biến đánh phù đầu ồ ạt ngay từ đầu trận đấu. Và dọc biên rất mạnh mẽ cánh phải. Lỗi rồi. Lộc Mắc. Cú đúp áp sát dành cho đội trưởng của thép Việt Thắng. Bật bóng rồi, tấn công nhanh. Ngay cả những quyền đá biên cũng được thực hiện một cách chậm rãi từ phần sân nhà. Dọc biên dành cho Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Nhưng hãy cẩn trọng với những khả năng sơ hở. Cơ hội vẫn còn. Bút điểm từ đây. Chúng ta đang theo dõi lại cơ hội mà các thủ Điền Bách Khoa Ninh Thuận tạo ra. Pha xoay sở khá tốt của Thanh Lịch ở hành lang cánh phải. Đường chuyền của Trung Nhóc. Cơ hội. Bàn ăn được công nhận dành cho Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Đó là cú đá quá căng. Và kèm theo đó có một chút sai lầm của thủ thành bên phía thép Việt Thắng. Rất tiếc dành cho thủ thành mang chéo số 1 Lương Đức Thắng của thép Việt Thắng. Đường chuyền cú dứt điểm ở góc hẹp. Như vậy bàn thắng của cầu thủ mang chéo số 5 Lâm Quý. 1-0 cho Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Lại có đá phạt góc cho thép Việt Thắng. Lần này sẽ là số 37 Nguyễn Hữu Thắng thực hiện quả đá phạt góc. Lại là đá bóng của Lộc Bắc. Liệu có phản công nhanh dành cho Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Cơ hội kia. Bóng bật ra vào. 2-0 dành cho Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Họ chuyển trạng thái quá nhanh ở tình huống vừa rồi. Người ghi bàn đó là cầu thủ ma chéo số 16 Nguyễn Thanh Lịch. Thật tiếc dành cho Lương Đức Thắng và các đồng đội ở hệ thống phòng ngự. Hệ thống phòng ngự của họ tỏ ra khá mỏng manh và đối trọng không quá lớn. Chúng ta hãy theo dõi lại tình huống này. Trung Nóc đã băng lên rất nhanh để thực hiện một cú dứt điểm mà nó khiến cho Lương Đức Thắng không thể xử lý tốt. Pha xử lý rất khéo dành cho số 5 Lâm Quý. Pha pressing và bây giờ là cơ hội tấn công. Thanh Lịch. Cơ hội. Ý tưởng là một cú ngoặt bóng chuyền ngang không thành của số 16. Bên phía Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Cú đá rất căng. Một tình huống xử lý bóng sống của Trung Nhóc. Và chuyền bóng chính xác của Lộc Mắc sang cánh phải. Đánh đầu vào. 3-0 dành cho Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Bàn thắng của Phan Hoài Nam. Hoài Nam đã đón nhận đường chuyền từ cánh phải cho số 5 Lâm Quý. Tất nhiên đây cũng là pha bóng mà Phan Hoài Nam đã có sự di chuyển tinh quái. Chạy cắt mặt Thành Tây Mơ. Đường chuyền không vào. Chuyền của Thạch Tây Mơ và dứt điểm không thành của Xuân Sĩ. Liệu có đường chuyền cột 2?
đã bị bắt bài và khóa những hướng bóng có thể triển khai của các thủ thép về thắng. Thạch Neymar! Nỗ lực đưa bóng vào không thành của Thạch Neymar. Nguy hiểm! Không, bóng không chạm ai cả. Nhưng có vẻ như đã chạm một cầu thủ bên phía thép Việt Thắng. Trọng tài đã công nhận bàn thắng và 1-0, 1-3 dành cho các cầu thủ thép Việt Thắng, và đó là Hoàng Lâm. Hãy cùng theo dõi lại nào. Chính xác, đó là một cú đánh đầu của Phạm Hoàng Lâm. Cũng là một pha bóng đưa vào từ cánh phải như ở đội hình vừa rồi. Và hiệp 2 này đến lượt các thủ thép Việt Thắng. Và chuyền bóng lên không thành của Thạch Neymar. Phản công cho Điện Bách Khoa. Đình Thuận lỗi rồi. Có lẽ sẽ có chiếc thẻ đỏ đã chuẩn bị sẵn ở trên tay. Trọng tài đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ đỏ. Vòng đấu thứ 5 của chúng ta đã xuất hiện những chiếc thẻ đỏ. Chiếc thẻ đỏ của huấn luyện viên kiêm cầu thủ Sáu Vương khi mới vào sân ở trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và bây giờ là chiếc thẻ đỏ xuất hiện trận đấu giữa Thép Việt Thắng và Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Thật tiếc cho Hoàng Lâm, một vị trí trung vệ, người cũng đã có được những tình huống đáng chú ý trong những phút vừa qua cho Thép Việt Thắng. Một trận đấu quan trọng của họ vừa phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Hoàng Lâm. Số sĩ Thạch Neymar. Cú dứt điểm không sáng về giải pháp vừa rồi đến từ số 10 Lưu Tuấn Phước. Cơ hội dành cho Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Phía trong có Luân Sư Phụ, nhưng đó là cú sửa bóng ngay của anh Khoa khiến cho bóng chạm bếp ngoài cột dọc. Bây giờ thì Nguyễn Tấn Phát và Thạch Neymar nhồi bóng ở đường bên phải. Tấn Phát chân trái quá nhẹ. Trần Minh Thảo rất lắt léo. Minh Thảo khoảng trống kia. Bây giờ mới có cú dứt điểm. Pha bóng của Minh Thảo đã không hiểu ý của Phùng Trọng Luân. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại diễn biến ở vòng đấu thứ 5 của số này giữa Thép Việt Thắng và Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Trong khuôn khổ giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup 2024 khu vực miền Nam FLS6. Chiến thắng chung cuộc 3-1 giúp cho Điện Bách Khoa Ninh Thuận, họ vẫn đang duy trì số điểm để bám đuổi cùng với Nghĩa Phạm Hòa Đình. Và xin chúc mừng Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Họ được đánh giá là những chú ngựa ô ở mùa giải này cùng với Spa Lan Ngọc Kiên Giang. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở các vòng đấu thứ 6 tiếp theo vào tuần sau, và bắt đầu từ lúc 15 giờ chiều.